Danh ca Bảo Yến tiết lộ sự thật bài ca Tết cho em, khen chống hít lời. Vang bóng một thời tập 14 với sự xuất hiện của khách mời là danh ca nổi tiếng, tài năng, Bảo Yến, phong cách tình diễn hiện đại, máu lửa, Bảo Yến đã trở thành cái tên đình đám của các sân khấu ca nhạc Việt Nam. Đúng với chất giọng đầm thắm trữ tình, hàng loạt ca khúc nổi tiếng của nữ danh ca được yêu mến như Chiều Hạ Vàng, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, Mưa Trên Phố Huế, Huế Tình Yêu Của Tôi, Bảo Yến đã được xem là tượng đài âm nhạc có ai có thể thay thế. MC Đại Nghĩa và ca sĩ Hồng Hạnh là người dẫn dắt trò chuyện cùng danh ca Bảo Yến chia sẻ về danh ca Bảo Yến, ca sĩ Hồng Hạnh chia sẻ, Bảo Yến thời đó đi hát chạy số rất nhiều, nhưng cô có cái hay là đi một mình bằng xích lô, nhưng vẫn bao sâu mười mấy, hai chục điểm. MC Đại Nghĩa nhớ lại, hồi nhỏ Nghĩa được ba má chờ đi coi nhạc, Nghĩa ngủ từ đầu tới cuối rồi mới dậy, chỉ để nghe Bảo Yến nhã phượng hát. Trong chương trình, Danh ca Bảo Yến cũng trải lòng về thời điểm bắt đầu đi hát. Lúc đó tôi 22 tuổi, em gái Nhã Phương của tôi đặt giải vàng trong một cuộc thi tuyển chọn giọng hát. Sau đó đài truyền hình xuống mời Nhã Phương về hát, nhưng Nhã Phương lại giới thiệu thêm cô chị là tôi. Thế là cả hai chị em bắt đầu song hành trên các sân khấu. Khi được hỏi người ảnh hưởng nhiều nhất tới cô trong âm nhạc, thì danh ca Bảo Yến lập tức khẳng định đó là ông xã của mình, nhạc sĩ Quốc Dũng. Anh Dũng giỏi lắm, giỏi về mọi mặt, về cả lời nhạc hóa âm khi tôi hát anh góp ý để tôi bớt phiêu lại chứ không tôi phiêu nhiều quá thì cũng không hay kể về chuyện tình với ông xã danh ca bảo yến vui vẻ nhớ lại anh dũng theo tôi trước tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Nữ danh ca còn kể về ca khúc bài ca tiết cho em mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết tặng riêng cho mình. Câu hát Tết này anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng là do anh Dũng tưởng tượng ra. Chứ hồi đó tụi chị mới quen nhau còn ngại ngùng với giữ kẽ lắm, làm gì có chuyện hôn nhau. Thời gian này, Bảo Yến gặp gỡ và yêu nhạc sĩ Quốc Dũng khi đó đang làm công việc biên tập và hòa âm phối khí tại đài truyền hình. Họ kết hôn với nhau. Họ kết hôn với nhau vào năm 1983 và cùng nhau thăng hoa trong địa hạt âm nhạc. Năm 1982, lần đầu tiên Bảo Yến xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp trong một chương trình âm nhạc quy mô được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình do nhạc sĩ Dương Thụ biên tập. Nhạc sĩ Kim Tuấn chính là người đã đề xuất giọng ca của cặp đôi chị em Bảo Yến Nhã Phương cho nhạc sĩ Dương Thụ. Bởi khi đó, nhạc sĩ Dương Thụ mới từ Hà Nội vào Sài Gòn làm chương trình và ông đã hỏi ý kiến những đồng nghiệp trong Nam khi lựa chọn những giọng ca cho chương trình của mình không phụ sự tin tưởng của các nhạc sĩ hai chị em bảo yến đã khiến sân khấu nhà hát hòa bình vỡ hòa trong tiếng vỗ tay của khán giả bằng giọng hát nội lực Phong cách biểu diễn trẻ trung, năng động, Bảo Yến và Nhã Phương đã thổi một làn gió tươi mới vào sân khấu ca nhạc, vốn vẫn còn rất trầm lắng sau biến cố năm 1975. Khác với cô em Nhã Phương, đã được biết đến và thành danh từ sau cuộc thi những giọng ca phương Nam. Giọng ca Bảo Yến chỉ thực sự ghi được dấu ấn từ sau đêm biểu diễn tại nhà hát Hòa Bình. Thời kỳ này, cùng với Nhã Phương, Bảo Yến trở thành giọng ca không thể thiếu của các sân khấu và đài truyền hình thành công trở loài đến với Bảo Yến năm cô 27 tuổi khi ra mắt bằng nhà Chiều Hạ Vàng bao gồm 10 ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Hoàng Phương. Nữ ca sĩ từng kể, anh Hoàng Phương bất ngờ gõ cửa và tự giới thiệu, sau đó nhờ Yến hát dùng 10 bài hát mới sáng tác của anh. Thập niên 80, Nhạc sĩ Hoàng Phương viết nhiều ca khúc trữ tình về những vùng quê, vùng biển hiền hòa, êm ả, à, đặc biệt là vùng đất gò công quê hương ông. Vì vậy, một số ca khúc của ông còn được gọi tên là dòng nhạc gò công. Và Bảo Yến chính là nữ ca sĩ đã đưa dòng nhạc gò công đến với đông đảo công chúng yêu nhạc. Năm 1986, nhạc sĩ Hoàng Phương bỏ công việc lặn lội lên sài gòn tìm gặp hai người bạn cũ là nhạc sĩ quốc dũng và nhạc sĩ lê hữu hà ngỏ ý nhờ làm nhạc bởi sau nhiều năm tự sáng tác rồi lại tự làm nhạc tự phát hành mà không thành công hoàng phương nhận ra ông đã quá nghiệp dư hoàn toàn không có chuyên môn về hòa âm phối khí vốn có nền tảng tài chính mạnh hoàng phương mời hai chị em bảo yến và nhã phương thu nhanh và tự bỏ tiền tối ra để làm nhạc những người bạn nghệ sĩ hoàn toàn không phải chịu bất kỳ áp lực nào về tài chính hay kinh doanh. Toàn bộ băng nhạc được thực hiện vô cùng ngẫu hứng và mới mẻ, với trống điện tử và âm nhạc, từ cây đàn Yamaha. Tuy nhiên, vượt ngoài sức tưởng tượng của chính những người làm nhạc, băng nhạc dù không được đưa ra kinh doanh mà chỉ truyền tay nhau để nghe, đã bất ngờ được đông đảo khán giả yêu mến và tìm nghe. Dòng nhạc có công và băng nhạc chiều hà vàng theo giọng hát truyền cảm của bảo yến và nhã phương đã đi đến khắp mọi miền của đất nước trên các chuyến xe đò chuyến tàu những rạp hát từ sài gòn lan xuống cà mau rồi lan ra trung ra bắc nhiều đài phát thanh địa phương cũng phát lại những bản nhạc này trên các chương trình ca nhạc thường kỳ Thập niên 2000, khi bước sang độ tuổi 40, tâm lý có lẽ đã vững vàng hơn, Bảo Yến quyết định quay trở lại với sân khấu âm nhạc sau gần 10 năm vắng bóng. Sự xuất hiện cầm chừng của cô trên các sân khấu âm nhạc dẫu không ồn ào nhưng cũng đủ để giải cơn khát của những khán giả vẫn dõi theo và yêu mến giọng hát đặc biệt của cô. Năm 2007, Bảo Yến sang Mỹ tham gia các chương trình Asia số 53, 54, 55 và gây ấn tượng với những ca khúc như Đưa em vào hạ, Anh còn đưa em những năm sau này sau những biến cố mệt mỏi của đời sống hôn nhân ca sĩ bảo yến cũng tìm lại được sự bình yên trong gia đình khi người chồng đa tình của cô là nhạc sĩ quốc dũng hồi tâm chuyển ý quay lại vun vén cho gia đình